Theo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Gia Ghi, gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7. Nước lũ kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp chính cầu Phong Châu, Phú Thọ. Sáng 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối hai huyện Lâm Thao và Tam Nông thuộc tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Theo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, bão Gia Ghi, gây mưa lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy xiết đã làm thay đổi địa hình, địa mạo dưới lòng sông khu vực cầu Phong Châu, kéo đổ trụ T7 làm sập hai nhịp dàn chính của cầu, nhịp 6 và nhịp 7. Trụ T7 bị cuốn sập chính là trụ đã được xử lý sói, gia cường bằng 8 cọc bê tông, cộng mở rộng bệ trụ. Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cho biết, cầu được đưa vào khai thác năm 1995. Cầu được xây dựng bằng thép và bê tông cốt thép, dự ứng lực với quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế H18, X60, tải trọng người đi 0,3 tấn trên 1 mét vuông. Cũng theo Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ, kết quả kiểm định cầu Phong Châu năm 2019 đánh giá cho thấy, cầu khai thác được với tải trọng HL93 cầu không phải cấm biển hạn chế tải trọng xe qua cầu. Trả lời tại hiện trường về thiệt hại, theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớt thông tin, bước đầu có khoảng 10 xe và khoảng 13 người dân mất tích. Đây là con số dự kiến còn chưa chính xác, ông Phớt nói. Theo Phó Thủ tướng, khi nước rút, các thợ lặn phương tiện sẽ rà soát, tìm kiếm các nạn nhân nhanh nhất. Về khó khăn lớn nhất hiện nay, theo ông Phớt chính là nước dân lớn và chảy xiết rất mạnh nên ảnh hưởng công tác cứu hộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao Ngô Đức Sáu cho biết, hai nhịp cầu bị sập nằm ở phía huyện Tam Nông, một nhịp còn lại nằm ở phía huyện Lâm Thao. Ông Sáu nói cầu Phong Châu là cây cầu xây dựng theo công nghệ cũ, có tuổi thọ lâu đời. Hiện lực lượng công an tỉnh, huyện đang check camera để xác định chính xác xem có người, xe nào bị rơi xuống sông khi sập cầu không. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện đang có mặt để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông căng dây hiện trường, không để người dân có mặt trên khu vực cầu. Tai nạn liên hoàn trên xe cầu vượt, tài xế xe bồn tử vong. Sáng mùng 9 tháng 9, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 23 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 9, tại cầu vượt tuyến tránh quốc lộ 1, đoạn thuộc tổ dân phố Sinh Thành 1, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm cho một người tử vong, theo đó, vào thời điểm trên, xe bồn do tài xế Đặng Văn Lịch, sinh năm 1970 lái, lưu thông theo hướng Bắc Nam đã va chạm với xe đầu kéo do ông Nguyễn Mậu Nam, sinh năm 1972 điều khiển, đang di chuyển theo hướng Nam Bắc. Sau va chạm, xe bồn tiếp tục tông trực diện vào khách do ông Nguyễn Văn Tâm, sinh năm 1973 điều khiển, lưu thông hướng Nam Bắc. Cú tông mạnh đã khiến cho phần đầu xe khách và xe bồn biến dạng và dính chặt. Vụ va chạm khiến cho ông Lịch tử vong tại hiện trường, một số người đi trên xe khách bị thương nhẹ đã được đưa đến cơ sở y tế chữa trị ngay trong đêm. Công an huyện Diên Khánh đang tiến hành các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nỗi đau tột cùng sau tiếng nổ lớn trong đêm, cướp đi sinh mạng 4 người ở Hòa Bình. Nghe thông tin về vụ sạt lở đất xảy ra tại xóm Chầm. Trong cơn mưa tầm tã, ngay trong sáng 8 tháng 9, lực lượng chức năng đã tức tốc khởi hành đến hiện trường. Việc lưu thông trên cung đường dài mấy chục km trên tuyến tỉnh lộ 433 những ngày này vô cùng khó khăn do xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Sau những nỗ lực khơi thông tuyến đường của lực lượng chức năng, trưa cùng ngày chúng tôi có mặt tại xóm chầm, nơi xảy ra vụ sạt lở đất. Khuôn mặt thẫn thờ của những người thân, làng xóm, nhà ông Sa Văn Sộm chứa đựng sự đau thương đến tột cùng. Rạng sáng ngày 8 tháng 9, sau tiếng nổ ầm, đất từ trên đồi cao bất ngờ ập xuống, khiến căn nhà của ông Sa Văn Sộm bị sập hoàn toàn. Ông Sộm may mắn thoát khỏi tay tử thần, nhưng phép màu đã không đến với bốn người thân trong gia đình ông. Ông Sộm được lực lượng tại chỗ đưa đến gia đình em gái ngay bên cạnh để sơ cứu. Một lúc mất đi bốn người thân trong gia đình khiến ông không thể tin nổi. Mặc dù bị thương, nhưng những vết thương đó không thể nào sánh với nỗi đau mất người thân của ông Sộm. Đôi mắt ông Sộm trở nên thất thần, nỗi đau quá lớn khiến ông khóc không nên lời. Nỗi đau của ông Sộm cũng là nỗi đau của những người dân ở xóm Chầm. Qua bao thế hệ sinh sống tại đây, chưa bao giờ những người dân nơi đây phải chứng kiến mất mát lớn như vậy. Từ sáng sớm, người dân xóm Chầm đã tập trung để chia sẻ nỗi đau với gia đình nạn nhân và lo hậu sự cho những người xấu số. Nhìn khung cảnh hiện trường, chúng tôi càng cảm nhận rõ sự xót xa, đau đớn của ông Sộm căn nhà xây dựng kiên cố giờ chỉ còn lại đống đổ nát lẫn bùn đất. Đằng sau ngôi nhà bị sập là một vệt sạc lớn vẫn còn hiện hữu. Chị Sa thị Tâm, em gái ruột của ông Sộm vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc vừa xảy ra. Lúc đó vào khoảng 12 giờ đêm, tôi nghe tiếng gió thổi mạnh và tiếng nổ lớn nên bật dậy chạy ra mở cửa. Khi ra đến cửa, trước mắt tôi là ngôi nhà bị đổ sập cùng tiếng kêu cứu của anh trai ông Sộm không biết làm thế nào, tôi tức tốc chạy xuống gọi các anh, các chị hàng xóm và báo cho trưởng xóm để đến giúp đỡ. Mãi đến 5 giờ sáng cùng ngày mới cứu được anh trai. Sau đó thi thể những người thân trong gia đình anh trai tôi cũng được tìm thấy. Chị Tâm nén nỗi đau mất người thân nhớ lại. Nhà anh chị ấy xây cách xa toa luy, chứ không phải gần mà lại xảy ra cơ sự thế này. Khổ quá, giờ chị dâu và các cháu mất hết rồi, anh ấy sẽ phải sống làm sao? Chị Hà Thị Lan em họ ông sộm khóc nghẹn. Sau khi nhận được tin báo của chị Tâm, ông Lường Văn Hoàng, trưởng xóm chầm, lập tức tri hô người dân trong xóm đến giải cứu gia đình ông sộm. Tuy nhiên, thời điểm đó đang mất điện, trời vẫn mưa to, gió lớn nên việc giải cứu người bị nạn gặp rất nhiều khó khăn. Ông Hòa cùng người dân đã phải chặt cây để làm chống, mượn kích ô tô để tiến hành giải cứu các nạn nhân. Từ trước đến nay trong xóm chưa xảy ra vụ sạt lở nào vào nhà dân và nghiêm trọng như vậy. Đây là vụ việc thương tâm nhất chúng tôi từng chứng kiến. Tôi mong muốn các cấp chính quyền, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để ông sộm sớm vượt qua. Để ông sộm sớm vượt qua sự mất mát quá lớn này." Ông Hoàng thở dài. Đình chỉ cơ sở bảo trợ trẻ em, Trúc Từ ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 9 tháng 9, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh có báo cáo gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh kết quả kiểm tra cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Trúc Từ tại địa chỉ 57/8 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Cơ sở này được quận cấp phép hoạt động vào ngày 5 tháng 4 năm 2021 với tên là Công ty trách nhiệm hữu hạn Từ Thiện Trúc Từ do bà Lê Thị Thu Hoa làm tổng giám đốc. Cơ sở có chức năng tiếp nhận, chăm sóc trẻ bình thường từ sơ sinh đến dưới 16 tuổi, không có nguồn nuôi dưỡng, không quá 22 trẻ. Thời gian qua, quận Bình Thạnh kiểm tra và giám sát hoạt động của cơ sở chưa phát hiện vi phạm trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ. Cơ sở xuất trình được giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của trẻ đầy đủ. Tuy nhiên, vào ngày 4 tháng 9, quận nhận thông tin có người dân xem tài khoản TikTok Kokomi có tình trạng trẻ tại cơ sở bị đánh chảy máu miệng và cơ sở nhận nuôi trẻ nhưng chưa có giấy khai sinh. Do đó, sáng ngày 5 tháng 9, cơ quan chức năng của quận đã kiểm tra đột xuất cơ sở này. Vào thời điểm kiểm tra, cơ sở chỉ có 22 bé, các bé có giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế đầy đủ. Tuy nhiên, cơ sở không cung cấp được hợp đồng lao động của các bảo mẫu, giáo viên và người lao động cũng như các sổ sách tài chính liên quan do kế toán đang nghi vắng. Khi kiểm tra, bà Hoa cho biết có nắm được thông tin của cô giáo Nhung có bạo hành trẻ và đã làm việc với cô Nhung cũng như quán triệt đến các bảo mẫu tại cơ sở cư xử đúng mực, không đánh đập bạo hành trẻ. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo, công an quận phối hợp các lực lượng kiểm tra xác minh cơ sở vào ngày 6 tháng 9 để làm rõ nghi vấn bạo hành trẻ và các hoạt động khác. Đến ngày 7 tháng 9, các cơ quan chức năng của quận tiếp tục kiểm tra đột xuất, qua kiểm tra thấy cơ sở không đảm bảo các điều kiện hoạt động theo quy định về thành lập tổ chức hoạt động giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ cấu tổ chức, định mức nhân viên và quy trình tiêu chuẩn trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội. Vì vậy, quận đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động tại cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc trẻ em Trúc Từ trong 3 tháng kể từ ngày 7 tháng 9. Những lý do của việc đình chỉ là cơ sở không cung cấp được hồ sơ liên quan đến việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng tiền, hiện vật từ thiện, viện trợ, không báo cáo định kỳ hoạt động và tài chính, không có hồ sơ giám sát nội bộ phòng chống xâm hại, bạo lực đến với trẻ, nhân sự không đảm bảo theo phương án thành lập cơ sở. Cơ sở này hiện có 4 bảo mẫu và 6 nhân viên nấu ăn nhưng chưa cung cấp được hợp đồng lao động, giấy khám sức khỏe. Cơ sở cũng không có bếp ăn riêng biệt mà dùng bếp từ thiện để cung cấp suất ăn cho trẻ chưa có sự tách biệt chỗ ngủ của trẻ nam và nữ, khu vực tắm còn dài rác không tập trung và xuống cấp, có nguy cơ gây nguy hiểm cho trẻ. Tại thời điểm kiểm tra và đình chỉ hoạt động, ghi nhận tại cơ sở có 22 trẻ, các cơ quan chức năng tổ chức chính trị xã hội của địa phương đã chuyển khẩn cấp 22 trẻ đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân. Phát hiện camera nghi quay lén trong phòng tắm hai nữ sinh cao đẳng ở Đắk Lắk Trưa ngày 9 tháng 9, ông Nguyễn Đức Tưởng, Bí thư Đảng ủy phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã giao công an xác minh làm rõ vụ việc phòng tắm trong nhà trọ nữ sinh của một trường cao đẳng bị gắn camera. Hiện anh em đang làm, sau khi có kết quả xác minh, chúng tôi sẽ có hướng xử lý, ông Tưởng nói. Trưa cùng ngày, công an phường Ea Tam có mặt tại nhà trọ trong hẻm 31 đường Ma Thị Lựu, thành phố Buôn Ma Thuột. Bước đầu công an lấy lời khai một số người, lập biên bản ghi nhận vụ việc. Theo trình báo của chị Nhi, tối ngày 8 tháng 9, chị đến phòng trọ trong hẻm 31 đường Ma Thị Lựu thăm em gái đang học tại một trường cao đẳng ở phường Ea Tam. Phòng trọ này có hai nữ sinh cùng ở. Khi chuẩn bị đi tắm, chị nhìn lên trần nhà thì thấy có dấu hiệu bất thường. Các nữ sinh kiểm tra thì phát hiện bên trong có một thiết bị điện có gắn camera quay lén. Từ đêm qua đến giờ, chúng tôi luôn có cảm giác bất an, không biết người gắn camera này có phát tán các hình ảnh của em tôi hay không. Chị Nhi lo lắng. Theo tìm hiểu, thiết bị camera quay lén trên gắn trong phòng tắm của các nữ sinh và vẫn còn dấu hiệu hoạt động. Ghi nhận tại hiện trường, các thiết bị ngụy trang cho camera quay lén đã được bóc ra, lộ bên trong còn nguyên thiết bị quay lén. Thiết bị này có gắn bộ phận sạc để kéo dài thời gian hoạt động camera. Bên ngoài khu trọ có gắn 4 thiết bị camera an ninh và còi báo động. Theo một số người đến ở trọ, chủ nhà trọ trên hiện đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Thanh Hóa bị cắt điện nước, cư dân hành hung nhân viên tòa nhà. Anh Nguyễn Văn Trường, nhân viên kỹ thuật tòa nhà 379 thành phố Thanh Hóa, bị một nhóm người hành hung do ban quản lý cắt điện nước của một số hộ dân. Sáng ngày 9 tháng 9, bà Đoàn Thị Hoài, trưởng ban quản lý tòa nhà 379 phố Bảo Ngoại, phường Đông Hưng, thành phố Thanh Hóa cho biết, bà vừa trình báo với công an phường về sự việc nêu trên. Phía công an phường đã phân công cán bộ tới làm việc, lập hồ sơ ghi nhận lời khai ban đầu. Bà Đoàn Thị Hoài thông tin. Theo đơn trình báo, anh Nguyễn Văn Trường, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 8 tháng 9 năm 2024, anh bị một số cư dân gồm Tâm, Giang, Nam, Hậu, chửi bới, đe dọa. Trong đó có cư dân Tâm, dùng gậy vụt liên tiếp vào đầu, vào tay, vào người. Hậu quả, anh Nguyễn Văn Trường bị đau đầu, choáng váng, khó thở và hoảng loạn. Ngày sau đó, chúng tôi đã phải đưa anh Trường tới Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà để cấp cứu, điều trị. Bà Đoàn Thị Hoài cho biết, về nguyên nhân dẫn tới sự việc, theo bà Đoàn Thị Hoài, các đối tượng hành hung anh Nguyễn Văn Trường là các hộ gia đình bị ban quản lý tòa nhà cắt điện nước do không đóng phí vận hành tòa nhà. Trong khi đó, anh Trường chỉ là nhân viên kỹ thuật tòa nhà và không có quyền quyết định việc mở hay cắt điện nước. Bà Đoàn Thị Hoài còn cho biết, sau khi xảy ra sự việc, trong nhóm Zalo có tên Happy 379 với gần 280 thành viên, một số cư dân đã tỏ ra xem thường pháp luật khi nhắn tin kích động kêu gọi các cư dân khác xuống cùng đánh hội đồng nhân viên ban quản lý tòa nhà. Một số đối tượng nhắn tin kích động như một đến năm người đánh thì có thể bị kiện, cả làng chúng ta đánh thì công an không bắt đầu. Thậm chí có trường hợp còn kích động cư dân với những tin nhắn kiểu tập trung xuống đánh hội đồng đi cả nhà ơi. Bà Đoàn Thị Hoài dẫn chứng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức mới mỗi ngày.